Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chạy dương. Bảy sẽ cố gắng hoàn thành cái series full map 100% này trước cái map mới của 3.8. Trong video này thì Bảy sẽ tổng hợp lại hai khu vực, đó là rừng Avidia và rừng Loka Pala. Yêu cầu đơn giản là các bạn cần phải hoàn thành toàn bộ cái cốt truyện chính của Sumeru 3.2 là được, với các nhiệm vụ thế giới của Araniaka nữa. Ngoài ra thì các bạn cần mang theo một cái team chạy map nhanh như là Sayu này, Mona này và Yilan để có thể rút ngắn cái thời gian các bạn di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Chúc tất cả các bạn sớm phun dương Sumeru nhé. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúng ta bắt đầu video nào. Đầu tiên thì các bạn dịch chuyển xuống cái điểm thất thiên ấn tượng, nơi mà chúng ta bắt đầu cái map Sumeru nhé. Thường thì cái rừng Avidia này thì nó là cái nơi mà các bạn bắt đầu rồi. Nó sẽ có cái học viện, giáo viện của Sumeru đấy. Và các bạn có thể đi trực tiếp từ bên vực đá sâu các bạn đi vào trong này. Thành ra là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái điểm này luôn. Điểm bắt đầu chúng ta sẽ có một bé tiên linh dẫn đường nhá. Các bạn chỉ cần đi tìm bé tiên linh đấy ở trong cái hang này được. Còn nếu những bạn nào mà khi mà các bạn di chuyển sang cái khu vực này á, các bạn đi bằng cái đường này, các bạn đuổi rồi thì có lẽ là cái dương này các bạn cũng lấy rồi. Còn bảy tôi thì cố gắng là lách ra để bây giờ làm cái video nhặt dương cho các bạn. Sau rất nhiều đóng góp của anh em thì Bảy cũng đã quyết định rằng là sẽ không tua nữa, mà sẽ cố gắng là để cái tốc độ bình thường nhất, làm sao cho các bạn đi theo kịp. Rất nhiều cái góp ý, rất nhiều những cái đóng góp, rất nhiều những cái chia sẻ đến từ các bạn. Tiếp tục các bạn sẽ đi thẳng theo cái con đường sông đấy. Các bạn sẽ đu dây và nhảy xuống dưới này. Sau khi mà dọn mấy con nấm đi thì các bạn sẽ lấy cái dương tiếp theo ở ngay dưới thác nước. Tất cả những cái vị trí này các bạn nhớ là lấy dương xong các bạn đánh dấu nhá. Bây giờ các bạn dịch chuyển đến cái vị trí ngôi làng ở bên dưới này. Rồi các bạn chạy sang bên này, các bạn sẽ thấy một con nấm nó đang bay bay kìa. Nhiệm vụ của các bạn là dọn nấm đi. Chỗ này thì nó là một cái dương kỳ lạ, và nếu các bạn làm theo cái video hướng dẫn của Bảy là lấy cái dương kỳ lạ, khả năng cao các bạn cũng đã lấy rồi. Tất cả những cái dương này thì nó sẽ không bao gồm dương kỳ lạ và dương hiếm nha các bạn nhé. Bởi vì cái dương hiếm này cũng như là dương kỳ lạ, Bảy tôi đều có làm một cái series riêng, đó là toàn bộ dương hiếm cũng như là toàn bộ dương kỳ lạ rồi, các bạn chỉ cần xem lại là xong. Các bạn dịch chuyển đến cái điểm để các bạn đi vào trong thành của Sumeru nhá. Từ điểm này các bạn sẽ đi đây, ngay trước mặt các bạn sẽ thấy cái dương này. Việc của các bạn là dọn Eremit đi thôi. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Rồi các bạn đi xuống bên dưới này thì các bạn sẽ thấy từ từ nhặt mấy cái hạt giống đây. Đây các bạn sẽ thấy cái để cầm các bạn bắn ấy. Các bạn nhặt cái hạt giống thảo đấy, sau đó các bạn bắn vào cái viên kia, nó sẽ hiện ra một cái dương thôi. Cũng khá đơn giản. Với những cái bắn mà ở gần cái thành Sumeru này thì nó cũng không khó lắm đâu, nó khá là dễ. Rồi, nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn sẽ dọn quái nhá. Ngay phía dưới bên đấy của chúng ta cũng sẽ mấy anh Hilichun đấy. Các bạn dọn đi là xong. Rồi, sau khi dọn xong các bạn thấy cái hạt giống thảo không? Các bạn nhặt cái hạt giống thảo ấy đi. Để nó chuyển sang ban ngày cái cho nó sáng sủa nhỉ. Các bạn cầm cái hạt giống thảo đấy, các bạn đi xuống bên dưới này. Đó, các bạn bắn vào cái nổ kia. Đơn giản nhỉ. Một cái dương nó hiện ở ngay gốc cây bị chặt đây. Chúng ta mở map đánh dấu rồi nhá. Từ cái gốc cây bị chặt này các bạn nhìn sang bên cạnh thôi. Ngay bên đấy các bạn sẽ thấy một đám Hilichun. Và nhiệm vụ cũng đơn giản thôi. Dọn Hilichun và lấy dương. Từ cái điểm này các bạn sẽ trèo lên trên cây này. Có cái đu dây nhá, các bạn cứ đu dây lên cái cây là được.
Cái này các bạn nhảy phải khéo đấy, chứ không lại giống bởi tôi là các bạn sẽ phải để trèo cây một lúc thì các bạn mới đu dây được. Thôi xong. À đây. Đây đã đúng với cả cái câu đó là sai một ly thì đi một dặm đấy. Đúng luôn. Ok, các bạn đu dây lên. Sau khi đánh dấu xong, các bạn từ cái điểm cái cây này này, các bạn nhảy xuống bên dưới một chút xíu thôi. Đó, các bạn lách lách qua mấy ngôi nhà này. Các bạn nhìn thấy cái khiêu chiến ở bên dưới không? Các bạn xuống các bạn khiêu chiến nhá. Rồi. Bây giờ đang là banner của Lôi Thần. Từ đó các bạn biết là banner của Lôi Thần là phiên bản nào đấy. Mở Sumeru rồi mà có banner của Lôi Thần cơ. Nhiều anh em khó đoán đúng không? Cái khiêu chiến này thì các bạn cần phải thu thập mấy cái hạt giống thảo. Nó cũng khá là dễ, không khó lắm. Bởi vì đây cũng coi như là cái khu vực mà chúng ta mới sơ nhập vào Sumeru, nên là nó cũng không cần phải giải đố hóc búa cho nhiều. Từ cái điểm này nhá, các bạn đi sang bên phía tay trái này. Rồi, cái đoạn này các bạn sẽ thấy một cây nấm nhảy. Và các bạn nhảy lên thì chúng ta sẽ thấy một con tiên linh ở đoạn này. Đây, việc của các bạn là chỉ việc nhảy mấy cái nấm nhảy ấy, đuổi theo tiên linh thôi. Ok, bây giờ các bạn lại mở Hojolab, các bạn đánh dấu rồi nhé. Từ cái điểm này các bạn chạy ra phía thác nước. Đấy, các bạn nhìn thấy trước mặt của chúng ta có một cái dương chưa? Nhưng mà đầu tiên thì các bạn cần phải dọn nấm đã. Sau khi dọn nấm xong, các bạn sẽ lấy cái hạt giống thảo này, các bạn bắn vào cái trụ thảo ở kia kìa. Rồi, dương nó mở cho các bạn rồi đấy. Thật ra khi mà các bạn đi nhặt dương rồi thì có rất là nhiều những tài nguyên, những cái hạt giống, những cái nguyên liệu ở trên map các bạn tiện thì nhặt luôn nhé. Đặc biệt là với những cái trụ tiền, các bạn dịch chuyển đến cái vị trí của thành Sumeru. Quay lại với cái bảy tôi vừa nói lúc nãy, các bạn lên nhặt những cái trụ đá này, những cái hộp gỗ có tiền này. Nhặt những cái đấy thì nó sẽ cho các bạn khá là nhiều những gọi là cái gì ta? Những cái tài nguyên để các bạn tích trữ, thay vì là các bạn chỉ tập trung vào nhặt dương thôi. Rồi, đó, từ cái điểm đấy các bạn nhảy xuống cái thác nước này thì nó sẽ có một em Eremit. Cái chỗ này là chỗ các bạn lấy cái dương kỳ lạ hay dương hiếm gì đấy tôi không nhớ nữa. Nhưng mà ở cái vị trí đấy. Nếu mà các bạn làm video như nhặt dương hiếm bởi tôi đã từng nói đó, hoặc là dương kỳ lạ thì các bạn đã nhặt rồi. Các bạn dịch chuyển lại cái vị trí dịch chuyển lúc nãy nhá. Các bạn dọn nấm ở bên dưới này. Và chúng ta sẽ có một cái dương thường ở dưới này. Từ cái điểm này các bạn dịch chuyển lên cái điểm ở chỗ Catherine ấy. Rồi các bạn sẽ nhảy xuống bên dưới này. Nhảy khéo khéo nhá. Bởi vì đến cái nấc thang thứ hai thôi thì chúng ta sẽ có một cái dương thường ở đây. Từ cái điểm này các bạn lại nhảy xuống một nấc nữa. Đây, ở ngay sau cái quầy hàng này chúng ta sẽ có thêm một cái dương thường nữa. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Bây giờ các bạn sẽ đi lên trên này. Rồi, các bạn sẽ thấy một con dốc.
Đây đến cái đoạn cửa số 2 này các bạn nhảy lên trên. Đó các bạn thấy một cái dương thường chưa? Cứ đánh dấu hết vào trên HoYoLab nha các bạn nhá. Rồi từ đây các bạn nhảy sang phía đối diện cái ngách này. Rồi một cái dương thường nữa này. Các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở chỗ cổng vào của học viện nhé, của giáo viện ấy. Các bạn đằng sau quay, từ đây các bạn nhảy xuống. Rồi ok. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Các bạn sẽ nhảy xuống cái cầu thang bên này. Nhảy khéo khéo nha, nhảy bình tĩnh thôi. Bởi vì nó nằm ở ngay dưới cái chân cầu thang. Đây, nó nằm dưới chân cầu thang này. Gần nhà của A2 Time đấy. Nếu các bạn có để ý thì nó chính là ngôi nhà mà A2 Time chúng ta có làm nhiệm vụ đấy. Là một cái dương siêu cấp. Từ cái điểm này nhá, các bạn sẽ đi xuống đây, đi xuống cái chỗ mà Lilo biểu diễn đấy. Có một khu chợ đúng không? Các bạn cứ bình tĩnh thôi, có lối quành lên này. Đó, các bạn quành bên tay phải, quành lên. Sau cái bình rượu. Đấy, sau cái bình rượu có một cái dương thường. Bây giờ từ cái điểm này nhá, các bạn đi sau cái bức rèm bên cạnh, đối diện của nó đấy. Trèo qua bức rèm đấy, chúng ta sẽ có một cái dương thường ở bên trong này. Ok. Từ cái điểm này các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở trên đỉnh của giáo viện nhé. À không, các bạn dịch chuyển xuống bên dưới đi. Đỉnh giáo viện lấy sau đi, cứ bình tĩnh thôi. Đây, từ chỗ này các bạn chạy thẳng vào trong giáo viện trước. Lấy cái dương ở trong giáo viện trước, tí lên đỉnh sau. Các bạn chạy qua cái đài phun nước này. Đến đây nó sẽ có hai cầu thang, các bạn đi cầu thang bên trái trước này, nhảy xuống. Rồi chúng ta sẽ thấy một cái dương cao cấp ở bên này. Bên cầu thang bên phải là một cái dương hiếm hay là một cái dương siêu cấp gì đấy ở đây này. Đó, cái này thì tôi có làm video hướng dẫn các bạn rồi, là một cái dương hiếm. Bây giờ các bạn mới dịch chuyển lên trên đỉnh đầu của giáo viện nhá. Rồi các bạn nhìn cái tòa nhà đấy này, cái nóc của tòa nhà màu xanh này. Đó, các bạn bay ra, các bạn nhảy xuống. Lách qua cái hàng cây này, cứ bay men theo cái rìa bên tay trái, các bạn sẽ thấy một cái lối để một cái dương thường ở bên này. Rồi, chúng ta dịch chuyển lại cái nóc của giáo viện này. Các bạn nhìn tiếp. Đây, cái chỗ hàng cây mà cần. Đó, cái chỗ hàng trước mặt của chúng ta đấy, nó có một cái lối đi xuống đúng không? Các bạn chỉ nhảy xuống là chúng ta sẽ có một cái dương thường ở cái hồ nước này. Các bạn tiếp tục dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển trên đỉnh của giáo viện. Bây giờ các bạn sẽ nhảy thẳng trước mặt. Rồi, giữa của hai cái đỉnh nghỉ mát đấy thì chúng ta sẽ có thêm một cái dương siêu cấp ở đây. Các bạn lại dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ cần phải đây, cần phải đi lên và nhảy xuống bên ngoài cái khu vực của thành Sumeru nhá. Thì cái chỗ mà tôi chỉ các bạn nhảy nhanh nhất ấy là các bạn chạy thẳng cái cầu thang này. Rồi nhảy xuống. Đó, đến đoạn này thì các bạn sẽ thấy dương nó hiện ra kìa. Nhảy từ thôi, cứ bình tĩnh thôi. Đấy, cái dương kìa. Trong thành Sumeru còn vài cái dương siêu cấp, dương kỳ lạ thì bảy tôi cũng đã chỉ các bạn nhặt rồi. Sau khi dọn quái ở đây xong, các bạn sẽ lấy một cái dương thường. Để tôi chỉnh lại thời gian ban ngày cho nó sáng sủa, nhặt cho nó vui vẻ. Bảy tôi lại thích cái thời gian ban ngày hơn là cái thời gian ban đêm nhá. Các bạn đu dây sang bên này, các bạn trèo lên cái bờ tường này. Rồi, ngay sau cái khu bờ tường này chúng ta sẽ có một đám Hilichun. Dọn quái và lấy dương thôi.
Từ cái điểm này các bạn bay sang phía đối diện, chúng ta sẽ thấy một cái doanh trại của Eremit. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển cuối cùng của Sumeru, cái lối ra khỏi thành Sumeru đấy. Bây giờ các bạn nhảy xuống cái hố nước ở bên tay phải. Rồi các bạn thấy một cái dương nó ở ngay bên dưới không? Các bạn dọn quái trước nhá. Cứ dọn quái đi. Rồi. Thì các bạn để ý dưới lòng mặt nước ấy, nó sẽ có một cái dương thường. Các bạn phải nhặt khéo khéo nhá. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong gần vị trí chỗ bác sĩ có một cái hồ nước. Và dưới hồ nước của chúng ta sẽ có một cái dương. Đó. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm lối vào của giáo viện. Từ cái điểm này các bạn nhảy xuống bên đằng sau này. Các bạn sẽ thấy một cái lấy hạt giống thảo đấy. Các bạn nhặt nó. Các bạn sẽ bắn vào mấy cái trụ này. Từ cái điểm này các bạn nhảy thẳng xuống nhá. Các bạn sẽ thấy một cái này tôi lại quên tên cái này rồi. Cái hình tròn này, cái cây hình tròn này, gốc cây hình tròn. Chỗ này các bạn cần phải đổi cái đàn cổ để các bạn đánh đàn mở khóa nó. Tốt nhất là các bạn đi trang bị cái đàn cổ vào trong người luôn đi. Bởi vì từ giờ đến cuối map chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái đàn này khá nhiều ấy. Sau khi đánh đàn xong các bạn chỉ đi qua cái này là các bạn đã mở khiêu chiến rồi. Việc của các bạn là thu thập lại đủ 15 cái lá cây bay bay này. Cái này thì đơn giản hơn là các bạn chỉ việc bay theo cái vòng lá cây thôi là được, không cần phải nhảy hay là phải đánh quái để lấy lá cây. Nên cứ thả lỏng bay thôi. Sau khi lấy đủ các bạn sẽ quay trở lại cái gốc cây đấy. Trả hết lá cây và chúng ta sẽ có một cái dương. Sau khi lấy cái điểm đấy xong các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển này nhá. Từ điểm dịch chuyển này các bạn sẽ đi sang bên tay phải của minimap. Rồi ngay bên dưới các bạn sẽ thấy một cái tử vực. Sau khi dọn tử vực xong thì các bạn sẽ có một cái dương cao cấp. Cái này là bởi tôi dọn rồi. Từ cái điểm này các bạn tiếp tục đi sang bên phải của minimap. Đi gần tới bờ sông ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái chỗ để lấy hạt giống thảo ở này. Bây giờ các bạn bắn vào. Các bạn lưu ý nhá. Những cái nào nó ở trên gốc cây thì các bạn mới bắn nhá. Đó, cái chỗ này cần phải giải đố này. Những cái nào mà không trên gốc cây thì các bạn không cần bắn. Chỉ có trên gốc cây mới phải bắn thôi. Rồi đấy. Còn cái nào nó không trên gốc cây thì các bạn đừng có bắn vào bởi nó là cái ảo á, cái che mắt thôi. Từ điểm này các bạn nhảy thẳng xuống chúng ta sẽ thấy một cái doanh trại. Các bạn đánh quái nhận dương thôi. Tính ra những cái doanh trại đấy bởi tôi cũng khá là thích.
khi mà vừa được dương lại còn vừa được nguyên liệu của quái nữa, đỡ mất công chúng ta đi farm. Chứ sau này bỏ đi farm mấy con này lười cực. Từ điểm này các bạn men theo cái dòng sông này, cứ men theo nó. Các bạn sẽ đến một cái chỗ mà chúng ta sẽ có mấy cái trụ thảo đấy, à trụ hỏa đấy. Thì việc đầu tiên các bạn phải đổi một nhân vật hệ lôi trước đã. À, để tôi dọn quái đã. Rồi. Sau khi dọn quái xong các bạn đổi một nhân vật hệ lôi. Các bạn đợi cái bông này nó bay gần cái trụ đấy, các bạn bắn lôi vào. Rồi, cái trụ ấy mở ra rồi các bạn bắn hệ hỏa vào đây để thắp sáng nó lên. Ngọn đuốc đấy. Rồi, bắn đủ ba cái cọc đấy thì các bạn sẽ có dương. Đêm hôm rồi thì lên là bảy, tôi sẽ nói nó khá là bé, nếu các bạn nghe nó bé thì các bạn có thể là tăng cái âm lượng video lên nhé. Các bạn lại tiếp tục men theo dòng sông. Đến cái chỗ mà các bạn thấy mấy bé nấm này, các bạn dọn nấm trước đã thì các bạn mới đánh đàn được. Đấy, tôi bảo các bạn trang bị cái đàn luôn vào thì cũng hợp lý đấy, bởi vì chúng ta phải dùng đàn nhiều lắm. Đánh đàn xong các bạn đi trong vào trong cái ô đấy. Rồi chúng ta bắt đầu thấy giải đố rồi này. Các bạn nhảy lên trên này trước. Rồi. Trên này nó có hạt giống thảo đấy, các bạn sẽ dùng một nhân vật cầm cung. Các bạn nhặt cái hạt giống thảo này, các bạn bắn vào mấy cái ụ đá đấy. Cứ đứng một chỗ này thôi, không cần phải đi đâu đâu các bạn. Nó có 3 ụ đá thì các bạn cần bắn 3 lần. Sau khi 3 ụ đá mở ra, chúng ta sẽ có 3 cái trụ thảo đấy. Thì các bạn lại tiếp tục nhặt cái hạt giống đấy, các bạn bắn vào cái trụ thảo đấy thôi là xong. Thì đỡ phải dùng một cái nhân vật cầm cung hệ thảo đúng không? Sau khi mà lấy xong cái dương đấy các bạn đi ra ngoài thôi, bởi trong đấy cũng hết dương rồi. Để tôi chỉnh lại cái ban ngày cho nó sáng sủa cái nhá. Tôi cũng không thích ban đêm nữa các bạn, tôi thích ban ngày hơn. Tiếp tục các bạn men theo cái dòng sông đấy, nhưng đến đoạn này thì các bạn sẽ đi sang bên tay phải của minimap nhé. Đó, các bạn thấy trước mặt của chúng ta có cái dương chưa? Các bạn chỉ cần dọn quái lấy dương thôi. Bây giờ các bạn lại tiếp tục đi men theo cái dòng sông đấy. Đến đoạn này các bạn sẽ trèo lên trên núi nhá. Đó, các bạn chạy lên trên cái đỉnh núi này thì chúng ta sẽ có mấy bé nấm. Dọn nấm và lấy dương. Bây giờ các bạn lại nhảy xuống. Các bạn sẽ đi qua một doanh trại của Eremit, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên dọn cái doanh trại ấy đi, bởi vì là chúng ta cần phải đánh đàn mà. Quái nó ảnh hưởng, chúng ta sẽ không đánh được đàn đâu các bạn. Sau khi đánh đàn xong các bạn sẽ vào trong một cái hang động tiếp theo nữa. Việc của các bạn đầu tiên là phải dọn hết nấm ở trong này đi nhá, tránh trường hợp nó ảnh hưởng đến mình. Cứ dọn hết nấm đi. Sau khi mà các bạn dọn hết nấm rồi thì các bạn sẽ có dương luôn đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tốc biến đi ra ngoài thôi. Trong này thì cũng hết dương rồi. Các bạn sẽ đi sang bên tay phải của cái cửa đấy. Các bạn sẽ thấy một bé tiên linh. Nhiệm vụ của các bạn là đi theo bé tiên linh này.
Nahida mà đi cùng với Baiju thì đúng là một cặp hồi máu kinh khủng đấy. Trên cái quá trình mà các bạn dẫn bé Tiên Linh đi thì các bạn sẽ thấy mấy bé nấm ấy, nó đang đứng ở đấy thì các bạn dọn nấm và lấy dương trước. Đó, sau đó các bạn mới tiếp tục đi theo bé Tiên Linh nhé. Baiju Thiên Phú là hồi máu khi mà các bạn nhặt những cái vật phẩm ấy, những cái nguyên liệu ở trên đường ấy, mà Nahida này có thể thu thập từ rất là xa. Thế nên là combo hồi máu của Baiju và Nahida quá ngon luôn. Rồi, đến đây thì các bạn thấy một cái tử vực đúng không? Cứ nhặt dương cái đã, cứ bình tĩnh thôi. Lúc này các bạn chưa dọn tử vực vội nhá, các bạn sẽ đi lên trên đằng sau này. Nó có mấy con nấm kìa, các bạn dọn nấm lấy dương trước. Lát chúng ta mới đánh tử vực sau. Sau khi dọn nấm xong nhá, các bạn bắt đầu này. Dùng hệ thảo các bạn mở cái này lên. À không phải, thế thì bên kia mới đúng. Ô, sao lại là con này? Đấy, mấy cái trụ đá tiền mà bảy tối bảo các bạn nhặt ấy, thì mấy cái này nó cũng sẽ giúp phần cho cái map của các bạn lên được 100%. Nhớ để ý nhặt. À, các bạn mở ba cái cây đấy ra, sau đó các bạn dọn quái là các bạn sẽ có dương thôi. Ừ. Tôi tưởng giải đấu khó gì, hóa ra chỉ cần mở mấy cái cây. Bây giờ các bạn mới xuống dọn tử vực nha các bạn. Tử vực thì chắc là dễ rồi, không khó lắm đâu. Sau khi mà dọn xong tử vực các bạn sẽ trèo lên bên trên này. Đó. Các bạn thấy một cái ụ đá cần phải giải đố không? Các bạn nhặt cái hạt giống thảo ở đây. Các bạn bắn vỡ cái ụ đá này. Rồi bây giờ các bạn sẽ đợi chuyển sang một nhân vật hệ lôi. Các bạn đợi cái con bông bông kia nó bay đến cái trụ mà chúng ta cần phải bắn ngọn đuốc ấy. Các bạn bắn nó để nó mở ngọn đuốc ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng hệ hỏa chúng ta bật cái đuốc lên. Hệ hỏa thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng bật lửa Amber rồi. Còn một cái nữa ở đâu ấy nhỉ? À đây. Rồi ok, đủ 4 ngọn đuốc. Từ cái điểm này các bạn tiếp tục trèo lên bên trên này. Trước mặt của chúng ta các bạn sẽ thấy một cái doanh trại. Lại tiếp tục dọn quái nhặt dương. Bây giờ các bạn lại đâm thẳng xuống cái khu vực trước mặt nhé. Đó, các bạn thấy bên giữa cái sông này nó có một cái ốc đảo, gọi là cái gò đất ấy. Và trên gò đất ấy nó sẽ có một cái khiêu chiến. Các bạn chỉ cần lấy dương trong cái thời gian quy định thôi. Ngay bên cạnh cái vị trí các bạn lấy dương đấy, chúng ta sẽ có một cái chỗ các bạn đánh đàn để lấy một cái dương siêu cấp. Sau khi đánh đàn xong các bạn sẽ mở khiêu chiến nhé. Chúng ta sẽ đi nhặt toàn bộ những cái lá cây này.
Nếu mà các bạn cảm giác mình khó nhìn quá thì các bạn hoàn toàn có thể dùng hệ lôi, các bạn bắn vào cái bông hoa đấy. Nó có một số cái bông hoa mà phát sáng trong quá trình của các bạn đi nhặt đấy. Thì những bông hoa đấy nó sẽ chỉ đường cho các bạn. Đây này, bông hoa trước mặt các bạn này. Các bạn dùng hệ lôi, các bạn bắn vào đây cái là nó sẽ hiện phát sáng những cái cột sáng có những cái lá cây ấy. Ok, đánh dấu vào trên HoYoLab nhé các bạn nhé. Các bạn dịch chuyển lại cái bí cảnh ở bên phía trên này. Rồi các bạn đi sang bên này, trèo lên trên cao một chút. Đến cái đoạn này các bạn thấy một cái cục đá nó mọc ở giữa trời ấy. Nó mọc theo kiểu là đầu to đít bé. Thì trên cục đá đấy nó sẽ có một bé tiên linh. Nhiệm vụ của các bạn là đuổi theo bé tiên linh này nhé. Bên cạnh của chúng ta các bạn sẽ thấy một bé một đám slam hỏa đấy. Cái chỗ này là cái chỗ mà các bạn sẽ nhặt một cái thảo thần đồng, và nếu các bạn làm theo video lấy thảo thần đồng của bảy tôi rồi thì cái dương khi mà các bạn mở khóa cái chỗ đấy đấy là các bạn cũng lấy rồi. Cái chỗ này này, các bạn sau khi bắn vào cái này các bạn sẽ có dương. Từ cái điểm đấy các bạn nhảy xuống nhá. Bây giờ các bạn bắn vào cái bay này. Để các bạn bay sang bên kia. À, các bạn đu dây sang bên này thì đó. Có một bé tiên linh ở ngay trên này thôi. Nhưng mà từ từ đã các bạn ạ. Đừng đuổi theo bé tiên linh ấy vội. Cứ kệ nó để nó đi trước. Chúng ta sẽ đi sang bên này trước để giải đố bên này. Các bạn sẽ thấy một con cục bông ấy, nó bay bay ấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải đi phá cái cục đá trước nhé. Rồi. Nó cứ bay đến đâu các bạn bắn ngừng lại ở đấy ấy. Sau đó các bạn sẽ bật cái ngọn đuốc ấy lên luôn. Thì cái này cũng khá là nhanh. Ngọn số 2 này, ngọn số 3 này. Ngọn số 4 này thì các bạn cần phải phá cục đá này ra đã. Ok. Xong rồi đợi con kia nó bay đến. Đóng băng nó lại. Tôi chết rồi, nó đi xa quá rồi. Phải đợi một tí các bạn ạ. Tốt nhất thì thật ra khi mà nó cái cục đá nó có các bạn cũng có thể bắn được, không nhất thiết phải phá cục đá vội. Các bạn cứ để nó đến ấy, sau đó các bạn bắn cho nó đứng lại, nó mở cái cọc này ra, sau đó các bạn phá cục đá đấy cũng được. Còn bảy tôi thì phá cục đá trước để các bạn nhìn cho nó rõ cái đuốc thôi. Bây giờ mới bắn. Từ điểm này bây giờ thì các bạn sẽ đi sang bên này. Tìm cách để trèo lên trên cái ụ đá kia. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi theo tiên linh nhé.
Đến đoạn này các bạn sẽ thấy một bé người máy đang ngồi ở giữa sông ấy. Các bạn dọn bé người máy đấy lấy dương trước nhé. Sau đó các bạn mới đi theo bé tinh linh. Rồi, bây giờ đuổi theo bé tinh linh thôi. Ở chỗ này các bạn sẽ gặp mấy anh Hilly Chun ấy. Các bạn dọn đi. Xong tiếp tục đi. Đó. Bởi vì tại sao các bạn cần dọn Hilly Chun? Khi mà các bạn không chọn dọn thì Hilly Chun nó sẽ đuổi theo các bạn và đến chỗ này các bạn không đánh đàn được các bạn ạ. Thì đằng nào các bạn cũng dọn thì dọn luôn. Đó, sau khi đánh đàn thì các bạn đi vào trong này, tiên linh nó sẽ để dương cho các bạn. Ngay bên cạnh của chúng ta có một cái khiêu chiến. Việc của các bạn là bắn vỡ mấy cái thùng nổ thôi, cũng khá đơn giản. Rồi, các bạn đánh dấu rồi nhé. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển, các bạn đi ra khỏi thành Sumeru. Các bạn sẽ quành sang bên bên này. Bên trên của bản đồ minimap ấy. Ở đây nó sẽ có một cái hang để các bạn đi xuống. Các bạn cứ theo cái hang đấy đi xuống nhé. Rồi, đến đoạn này thì các bạn sẽ đi qua cái đoạn này. Mấy cái bàn bắn ấy thì tôi chỉ các bạn nhặt rồi, ở chỗ đấy là một cái dương hiếm thì phải. Các bạn sẽ theo gốc cây các bạn đi lên trên này, đi tiếp tục sâu ở bên trong. Tất cả mấy con nấm này các bạn có thể là dọn để lấy nguyên liệu, còn bởi tôi thì không cần thiết lắm đâu. Đến cái ngôi nhà này rồi, sau khi mà các bạn đánh nấm xong nhá, thì các bạn sẽ có cái dương ở đấy. Không biết tại sao mà tôi nhặt rồi nhưng mà ở đấy nữa sẽ có một cái dương. Bây giờ các bạn đi theo con đường đấy, các bạn đi ra bên ngoài này nhá. Cứ tiếp theo con đường mà chúng ta đi vào ấy, các bạn đi tiếp con đường đấy thì các bạn ra cái chỗ mà chúng ta đi đuổi theo bé tiên linh lúc nãy đấy. Rồi, vừa ra khỏi hang chúng ta lại chui vào lòng đất tiếp. Ngay bên dưới nó sẽ có một cái dương. Các bạn dọn nấm và lấy dương thôi. Từ cái điểm này các bạn tiếp tục đi vào bên trong. Đó, các bạn sẽ thấy trước mặt của chúng ta có một cái dương kìa. Các bạn lại dọn nấm lấy dương thôi. Bây giờ theo con đường đấy các bạn đi vào bên trong. Lúc này thì các bạn sẽ thấy khoảng 4 cái cửa, 5 cái cửa. Đầu tiên các bạn đứng ở cái vị trí đi vào nhé. Các bạn nhìn sang cái cửa đây. Đây là cái chỗ mà các bạn đi vào này. Đó, thì ngay bên tay phải của các bạn cái cửa thấp nhất chính là cửa này. Đi vào các bạn sẽ thấy một cái trụ thảo đấy. Đi sâu bên trong. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thấy một cái nấm nó nổ đúng không? Các bạn dùng hệ lôi, các bạn bắn. Đấy thì nó sẽ kích hoạt cái hoa đấy bên cạnh đúng không? Sau khi kích hoạt xong nhá, các bạn đổi sang hệ hỏa, các bạn bắn cho nó tắt đi để nó không gây sát thương cho mình.
Bây giờ các bạn vào bật cái hoa lên là các bạn có dương. Này, đau đầu không? Ok, bây giờ các bạn đi ra bên ngoài. Cái cửa đấy là các bạn đi vào ấy, đấy cái lối các bạn đi vào để đi ra cửa bên kia. Cái này nếu mà các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn cũng nhớ rồi. Chúng ta sẽ đi sang cái cửa đối diện, cái cửa lúc nãy chúng ta đi vào. À không, đây cái cửa đối diện ở bên dưới này. Đấy, cái cửa kia là cửa 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 trên, cái cửa này là cửa dưới. Rồi, ngay cửa dưới chúng ta sẽ thấy một cái dương thông báo. Cái thông báo dương kia là các bạn, lúc mà các bạn làm nhiệm vụ ở trong này các bạn đã mở rồi. Nó chính là ba cái cột hệ thảo này đấy. Các bạn dùng hệ thảo các bạn bắn vào ba cái cột đấy thì các bạn sẽ có cái dương thường này. Rồi sau khi lấy cái dương ở đấy xong các bạn đi ra được rồi đấy. Bây giờ các bạn sẽ đi theo cái cầu thang này, các bạn đi lên trên này. Rồi vừa vào các bạn sẽ thấy thông báo có dương đúng không? Các bạn cứ dọn bé người máy đi. Thật ra nếu mà các bạn mở cái cửa này rồi thì các bạn chỉ cần dọn người máy các bạn vào lấy dương là xong. Cái cửa này mở bằng cách là các bạn kích hoạt cái trụ đây này, cái trụ mà tiên linh ấy. Để làm sao mà đuổi theo bé tiên linh này để lấy được cái dương này. Các bạn bắt buộc phải đuổi theo bé tiên linh nhé. Để làm sao ạ? Để có thể lấy được cái cửa, mở được cái cửa này và lấy được cái dương. Còn nếu không đuổi theo bé tiên linh thì cái cửa này các bạn không mở, các bạn sẽ bị đóng. Mà các bạn sẽ phải đi theo cái lối này, để bày tỏ chỉ đó. Đó, các bạn đi sâu bên trong này. Đi qua mấy con người máy này. Tiếp tục đi sâu vào bên trong này. Rồi, các bạn sẽ phải dọn bé cần cầu di tích này. Để lấy cái dương này đã. Tí tôi chỉ đường tiếp. Sau khi dọn xong các bạn sẽ lấy cái dương ở đây. Đánh dấu vào trên map này. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục đi sâu bên trong này. Thì các bạn thấy cái chỗ này nó quen đúng không? Cái chỗ này là chỗ mà mở cái cửa cái đây. Đó, các bạn đuổi bé tiên linh ra đây và các bạn sẽ mở cái cửa này. Đó, đây là cách các bạn mở cửa. Chúng ta sẽ lại đi vào bên trong. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đu dây đi lên trên. Ở trên này nó sẽ có một cái điểm dịch chuyển. Để mở cái điểm dịch chuyển này thì cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bắn mấy cái trụ thảo đấy là các bạn có thể mở cái điểm dịch chuyển này. Đó. Đây là một trụ thảo này. Hai trụ thảo, ba trụ thảo ở cái khu đấy. Bởi tôi có làm hẳn một cái video hướng dẫn các bạn mở trụ thảo rồi đấy. Mở cái điểm dịch chuyển đấy, các bạn có thể xem lại. Bây giờ các bạn sẽ dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển chỗ này nhá. Thì ngay bên dưới nó có một cái chỗ để các bạn có thể bắn mấy cái hạt giống thảo đấy. Việc của các bạn là bắn đủ mấy cái hạt giống thảo này là chúng ta sẽ mở dương thôi. Không khó lắm. Mấy cái dương mà nó ngay gần mấy cái điểm dịch chuyển này thì thường mở nó dễ, nó không khó. Từ điểm này các bạn nhảy xuống bên dưới. Ngay bên dưới chúng ta có một cái khiêu chiến kìa. Giờ là chúng ta sẽ đi lấy cái dương ấy. Trong thời gian quy định. Mà đu dây này cũng khá là nhanh. Không khó lắm. Khó là dành cho những bạn nào mà đang đu xong nó rơi xuống rồi. Mất công dịch chuyển lại thôi. Rồi sau khi lấy cái giường ở đây xong các bạn sẽ nhảy xuống bên dưới này. Chúng ta có một cái tử vực này. Nhiệm vụ anh em mình đơn giản lắm. Dọn tử vực.
sau khi dọn tử vực xong các bạn sẽ đi theo con đường này nhé. Bên tay trái của minimap, các bạn sẽ đến một cái cây cầu. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là phải đợi cái quả bông ấy, nó bay đến cái vị trí cái cột này. Sau đó các bạn sẽ bắn thắp sáng lên. Đó. Đầu bên này xong các bạn sẽ chạy sang bên kia của cây cầu. Chúng ta cũng có một quả bông như vậy. Nhiệm vụ của các bạn là bắn thắp sáng nó lên. Bây giờ chúng ta quay trở lại giữa cầu để lấy một cái dương. Cầu đi nguy hiểm nhỉ. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên dưới đấy. Rồi các bạn nhảy xuống bên dưới của minimap, chúng ta sẽ có một cái doanh trại. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giải đố nhé. Các bạn nhặt cái hạt giống thảo này. Các bạn đợi cái... đây, bắn vỡ cái cọc này trước này. Bây giờ các bạn đợi cái quả... quả bông từ cái viên đá đấy, nó bay ra. Rồi, kích hoạt cái trụ này lên. Bật đuốc lên. Một đuốc này. Hai đuốc này. Ba đuốc này. Cái đuốc thứ tư ở bên này. Bốn đuốc. Bây giờ các bạn tiếp tục chạy sang bên tay trái của minimap. Đi xuống cái rìa của dòng sông này. Đây rồi, các bạn thấy một con tiên linh nó bay bay không? Đó, đuổi theo con tiên linh này. Để mà nói thì cái map Sumeru ở cái khu rừng mưa này ấy, nó không có nhiều hang hốc. Thế nên là nó, tôi thấy nó cũng khá là đơn giản. Còn với cái map ở bên sa mạc ấy, các bạn, nó phân thành từng tầng. Có những cái map nó đến 4 tầng. Là từ mặt đất này, lòng đất tiếp. Lúc đấy mới cái thì khó, chứ còn cái này thì nó cũng không khó lắm. Các bạn dùng hệ thảo, các bạn bật cái cây lên để các bạn lấy hạt giống thảo nhá. Bây giờ các bạn sẽ bắn cái hạt giống thảo sang bên này. Đó, để lấy cái dương bên này trước. Rồi, lấy một cái dương cao cấp bên này xong nhá. Đánh dấu ở trên Hojolab này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái con tiên linh, đuổi tiên linh thôi. Đó, dương tiên linh xong này. Bây giờ các bạn lấy cái hạt giống thảo đấy. Các bạn đi vào cái chỗ này. Cái chỗ này các bạn phải đánh đàn rồi nhá. Đó. Bên trong này chúng ta sẽ có mấy cái chỗ để bắn đấy. Đấy, bắn mấy cục đá ra. Một cái dương easy đúng không? Sau khi lấy dương ở đấy xong, các bạn sẽ tiếp tục đi lên bên trên của minimap. Cái khu vực này thì là một cái học viện hay là nhà của Dory nhỉ? Chắc là học viện. À đó, đây là nhà của Dory. Các bạn nhảy xuống thác nước thì chúng ta sẽ có một cái chỗ các bạn lấy hạt giống thảo. Các bạn lấy xong các bạn bắn vào mấy cái bay bay này. Nói từ nãy giờ tôi khan hết cả tiếng rồi đấy. Đau hết cả họng. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc các bạn bắt đầu nhé. Đó, cái thất thiên thần tượng chứ không phải gì điểm dịch chuyển. Chuyển ở ban ngày cái. Ok. Các bạn sẽ đi lên cái lối nhỏ ở bên trên này. Bên trên của minimap. Đi sâu bên trong này. Đến đây thì các bạn sẽ dùng hệ thảo. Các bạn bật cái bay bay lên. Các bạn sẽ bay theo cái bay bay đấy. Trong này nếu mà các bạn làm nhiệm vụ xong rồi thì nó đã rút hết nước rồi nhé các bạn nhé. Nó để lại cái ô trống như thế này.
Thì cái dương đầu tiên chúng ta lấy là cái dương nhiệm vụ các bạn ạ. Đây, chính là dương này. Dương nhiệm vụ. Các bạn đánh dấu trên map. Bây giờ từ cái điểm này các bạn nhảy xuống bên dưới này. Đó, thì dưới gốc cây của chúng ta cũng có một cái dương. Để lấy cái dương này kiểu gì? Các bạn thấy cái hạt giống thảo không? Các bạn lấy hạt giống thảo này. Các bạn bắn vào ba cái điểm bên kia, các bạn bắn vào cái giữa trước thì nó lộ ra hai cái bên cạnh đúng không? Các bạn bắn vào hai cái bên cạnh nghĩa là xong. Đó. Thì sau khi bắn xong dương nó lộ ra đây. Từ cái điểm này các bạn sẽ đi đây, đi sang bên này. Đó, các bạn sẽ thấy một cái hạt giống thảo nữa này. Đến đây nó sẽ hiện mấy con nấm. Các bạn dọn nấm xong các bạn lấy hạt giống thảo, các bạn kích hoạt mấy cái trụ này lên. Đó, sau khi kích hoạt đủ 3 trụ thì các bạn sẽ lấy được cái dương ở bên trong này. Các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở bên trên lòng đất nhé. Từ cái điểm đấy các bạn đi xuống bên dưới này. Bên trên của minimap. Cái chỗ này là cái chỗ mà các bạn sẽ đánh gọi là đánh gì nhỉ? Đánh bot bot kẻ lang thang. Rồi các bạn bay đến đoạn này thì chúng ta sẽ thấy một cái chỗ lấy hạt giống thảo này, các bạn lấy hạt giống thảo đi. Tôi sợ đang bắn cá sấu nó vào nó thịt lắm. Thôi cứ bắn đi các bạn. Nếu thịt mình thì mình thịt nó trước nhỉ. Các bạn bắn theo thứ tự nhá. Cái này bắt buộc phải bắn theo thứ tự nhá các bạn nhé. Đó, cái cuối cùng nó sẽ ở bên dưới này. Ok. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Bây giờ thì các bạn sẽ đi lên bên trên này nhé. Không không nhảy xuống sông nữa. Đó, các bạn đu dây chỗ này thì các bạn sẽ thấy một cái dương kìa. Chỗ này chúng ta sẽ cần phải giải đố bằng cách là đánh đàn. Để tôi đổi lại cái vị trí của cây đàn cái. Nói chung là tôi cũng khá là thích cái giao diện của đạo cụ nhỏ ấy mà dịch chuyển nhanh ấy. Cái này thì 3.7 nó mới update cho các bạn ạ. Chứ còn những các bạn 3 chấm mấy thì không có rồi. Sau khi đánh đàn xong các bạn sẽ lấy bắn cái trụ đấy và lấy dương thôi, cũng khá đơn giản. Bây giờ các bạn sẽ chạy vào cái hang ngay bên cạnh đấy nhá. Ngay bên cạnh thì nó có một cái hang luôn đấy. Cứ chạy sâu bên trong. Rồi các bạn kích hoạt cái bay này lên. Đó, anh em thấy bên dưới có tử vực không? Nhưng mà trước khi mà chúng ta dọn tử vực thì chúng ta sẽ khiêu chiến trước nhé. Thu thập mấy cái hạt giống thảo này. Còn hai hạt nữa nó ở đâu ta? À đây, nó bên dưới này. Cái này thì để bay rồi. Bắt buộc phải bay rồi. Sau khi mà lấy cái dương đấy xong thì chúng ta sẽ đi dọn tử vực.
Các bạn đánh dấu trên map nhé. Từ cái điểm này các bạn đi vào cái hốc cây này, các bạn sẽ thấy một bé tiên linh nhiều màu. Đây cái hốc cây này. Đó, các bạn sẽ thấy bé tiên linh nhiều màu như thế này. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là đi theo cái bé tiên linh này nhé. Tiên linh này màu đẹp nhỉ, bình thường là cái màu kiểu màu xanh lam ấy. Nhưng con này nó màu màu kiểu màu xanh lá cây xong rồi có tí màu hồng hồng, nhìn đẹp phết. Tôi khoái rồi đấy. Trong đấy là hết dương rồi nhá. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy chúng ta bắt đầu đấy. Bây giờ các bạn sẽ đi hẳn sang bên rìa bên tay phải của bản đồ nhá. Đó, đến cái chỗ này thì các bạn cần sẽ phải bắn đây, ở chỗ này nó có hạt giống thảo này. Các bạn lấy hạt giống thảo đấy các bạn bắn cái này. Nó hiện ra hai cái còn lại các bạn bắn là xong. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ngược lại con đường nhé. Đó, các bạn đến cái đoạn này các bạn sẽ lại tiếp tục đi xuống hang này. À, từ từ đã, đừng đi xuống mà các bạn đi sang bên tay phải đi. Trèo lên trên cái đỉnh núi này trước. Lúc này thì các bạn sẽ thấy lợi ích của những nhân vật như là Yelan hay là Sayu. Tiện. Đó, các bạn đu dây lên trên này. Rồi lúc này thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một khu vườn nhé. Các bạn nhặt hết tất cả những bông hoa có trên khu vườn này thì các bạn sẽ có một cái dương. Nhặt hết tất cả bông hoa. Bây giờ các bạn sẽ chạy ra khỏi cái khu vườn đấy, đi theo men theo con đường này. Con đường này sẽ dẫn các bạn lên cái bí cảnh mà chúng ta farm cái bộ bộ này ở đây tôi quên là bộ gì rồi. Bộ này tôi farm nhiều lắm. Đó, trên đoạn đường đi thì các bạn sẽ thấy cái chỗ các bạn lấy hạt giống thảo đấy. Các bạn lấy hạt giống thảo đấy, các bạn bắn cái cục đá ở đây. Ở cái chỗ này nó sẽ có cục đá to lắm. Sau khi bắn vỡ thì các bạn sẽ thấy một bé tiên linh ở bên trong cục đá đấy. Và nhiệm vụ của các bạn là đi theo cái bé tiên linh này. Rồi, ok. Nó dẫn các bạn đến bí cảnh luôn đấy. Ở bên cạnh này các bạn sẽ thấy hai cái nấm nhảy này, các bạn cần phải co-op để lấy cái dương này nhá. Co-op mỗi người nhảy một bên nấm là các bạn sẽ có dương, cái đấy không chỉ thêm. Bây giờ các bạn sẽ trèo lên trên cái núi này, núi ở bên trên đỉnh của cái bí cảnh. Rồi, đến đoạn này các bạn sẽ thấy một cái hố nó đang đào này. Đó, đây là cái dương của đại bảo đoàn chôn giấu ấy. Các bạn vào các bạn khai quật là xong. Các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở bên trên này. Rồi, các bạn đi ra đằng sau, đi xuống dưới đấy. Các bạn sẽ thấy một cái doanh trại. Các bạn dọn quái đi là chúng ta sẽ có dương.
Từ cái điểm doanh trại này, sau khi lấy dương xong, các bạn nhảy xuống bên dưới này nhá. Các bạn sẽ đi qua hai lớp đất. Cái ô này là cái ô mà các bạn sẽ lấy cái dương kỳ dị mà bầy tôi chỉ các bạn rồi. Các bạn bay qua cái doanh trại mà các bạn lấy dương kỳ dị, các bạn sẽ thấy một cái chỗ con đường ở này. Trên con đường này các bạn sẽ thấy cái chỗ mà lấy hạt giống thảo đấy. Các bạn nhảy xuống bên dưới đấy. Nhiệm vụ của các bạn là lấy hạt giống thảo và bắn vào mấy cái trụ đấy thôi. Bắn chuẩn nhá, không bắn đập vào con quái là mất công này. Tính ra cái này nó hay ở cái chỗ là mới với mỗi một cái chỗ nào mà cái bia ngắm này này nó bay qua thì đều có một bé Hilichun đang đào cái gì đấy. Không biết là ở dưới đấy nó có cái gì không, nhưng mà tôi không có thử qua, các bạn có thể thử qua. Rồi, đây là cái cuối cùng và chúng ta sẽ lấy dương thôi. Mark và Sumeru rộng nhỉ? Khoái. Sắp tới map thảo map thủy quốc nữa. Ui rồi, lúc đấy là còn rộng hơn nữa các bạn. Các bạn sẽ men theo con đường đấy và các bạn sẽ đi qua một chỗ mà có một con tiên linh đang bay ấy. Nhưng mà bây giờ thì các bạn chưa lấy bé tiên linh đấy vội, mà các bạn sẽ lấy bé tiên linh ở bên trên kia trước bằng cách là các bạn sẽ nhảy mấy cái đó. Các bạn không lấy cái này vội nhá, cứ bình tĩnh thôi, tí nữa quay lại lấy. Các bạn nhảy lên trên này bằng mấy cái nhảy nhảy này. Đó, nhảy lên. Các bạn sẽ đuổi theo cái bé tiên linh ở đoạn này trước. Đây, ở cái gốc cây này trước. Sau khi lấy bé tiên linh này xong, các bạn mới nhảy xuống bên dưới này. Đó, chúng ta đuổi theo cái bé tiên linh lúc nãy mà chúng ta bỏ qua đấy. Đó. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên trên này nhé. Từ điểm này các bạn sẽ đi sang bên tay phải của minimap. Chỗ này có một đám doanh trại của Fatui. Nhưng Fatui này được bonus thêm bò. Các bạn dọn quái lấy dương thôi. Đó, chỗ này thì chúng ta đã đi được 100% của rừng Avidia rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp rừng của Loka. Thật ra cái rừng Avidia 100% này các bạn sẽ còn khá là nhiều dương nữa, bởi tôi sẽ chỉ các bạn lấy luôn nhá. Để làm sao mà chắc chắn các bạn được 100%. Thường MiHoYo thiết kế như thế này này. Với một cái map 100% thì nó sẽ thừa ra khoảng tầm 10 mấy dương, 10 mấy đến 20 dương.
Và các bạn lấy thêm 20 dương thừa đấy thì kể cả các bạn không nhặt mấy cái bia đá tiền, các bạn không làm mấy cái nhiệm vụ thì các bạn cũng sẽ được 100% map. MiHoYo nó thiết kế kiểu như vậy. Rồi, bên dưới đấy sau khi mà các bạn dọn cái đám đã pha tui xong ấy, thì nó sẽ có một bé tiên linh ở đây. Nhiệm vụ của các bạn là đi đuổi theo bé tiên linh đấy là xong. Từ điểm này các bạn sẽ chạy xuống bên này, chạy lại đằng sau. Đó, chỗ này các bạn sẽ thấy một đám Eremit. Nhiệm vụ là dọn quái, nhận dương. Ô lạ nhỉ, sao đoạn này bởi tôi không cắt đi mà bởi tôi lại để cái hình đánh nhau nhỉ. Thường cái đoạn mà tôi đánh nhau thì tôi sẽ cắt đi các bạn, chứ tôi không có để như vậy. Từ cái điểm này các bạn tiếp tục đi theo con đường này. Các bạn sẽ đến cái chỗ hạt giống thảo, các bạn lấy các bạn bắn thôi. Ô, sẽ bắn trúng con bò thế kia. Sau khi lấy giường ở đây xong, các bạn sẽ đi sang bên dưới này. Đó, bên dưới này chúng ta sẽ có cái chỗ các bạn bắn thùng nổ. Cũng đơn giản thôi, nó xếp cạnh một chỗ rồi các bạn chỉ cần bắn một thùng là xong. Giờ các bạn sẽ thấy là ngay bên cạnh đấy nó sẽ có hai cái trụ gỗ như này đúng không? Nhiệm vụ của các bạn là bắn vỡ hai trụ gỗ này. Mỗi một trụ gỗ thì chúng ta đều có một bé Helichun cầm cái ngọn đuốc ấy, nó bảo vệ. Cả cái map Sumeru ở chỗ đoạn này thì chúng ta sẽ có hai lần các bạn lấy dương từ hai cái trụ gỗ kiểu vậy. Một cái ở trên mặt đất như thế này, một cái ở dưới hang. Rồi, bây giờ các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch chuyển này nhá. À, lên cái điểm dịch chuyển này. Rồi, từ đây các bạn nhảy xuống. À, trong lúc bay thì các bạn sẽ thấy là cái đây, ở đây có một cái hiệu chiến này, chính là cái này đấy. Các bạn có thể nhìn minimap ấy, nó chính là cái ô to tròn ở bên này. Cái hạt giống ở giữa kia thì một là các bạn sẽ trèo lên trên núi này, các bạn nhảy xuống các bạn lấy. Hai là các bạn nhảy cái nấm nhảy ở bên dưới chân nó đấy. Ở dưới chân cái hạt này nó sẽ có một cái nấm nhảy. Đó. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Rồi, các bạn nhảy đến đoạn này thì chúng ta sẽ có một cái đám doanh trại ở đây. Dọn quái lấy dương. Từ cái điểm này các bạn nhảy tiếp xuống khu rừng nấm nhé. Rồi, đến chỗ này các bạn sẽ thấy một đám slime hỏa. Cái này thì bởi tôi có chỉ các bạn trong cái video được hướng dẫn lấy dương hiếm rồi. Và nếu các bạn có xem video đấy thì các bạn đã lấy được cái dương ở đây rồi nhé. Bằng cách là dùng hệ lôi đấy, kích hoạt cái hoa để lên và lấy dương thôi. Tiếp tục bay xuống bên dưới này, các bạn sẽ thấy một cái chỗ các bạn lấy hạt giống thảo ở ngay trên con đường ấy. Các bạn lấy xong các bạn bắn vào mấy cái hạt này.
Đó, sau khi bắn xong cái dương ở tận bên này cơ mà. Xà dã man luôn. Sau khi lấy dương này xong nhá, các bạn từ từ đã. Đây, các bạn đi lại con đường này. Mặc dù là biết bên dưới chúng ta có một cái dương ở bên dưới đấy nhưng mà chưa lấy cái dương đấy vội. Chúng ta quay trở lại. Đó, trên đúng con đường này các bạn sẽ thấy một cái dương này. Các bạn dọn là mấy bé lôi đi là xong. Bây giờ các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch chuyển bên này nhá. Rồi các bạn đằng sau quay này. Đi vào phía bên này. Đấy các bạn đuổi theo bé tiên linh này. Ê mà nói thật cái từng vi Sumeru của tôi phải đến 4.000 ấy, hơn 4.000 cái từng vi Sumeru đấy. Nhặt tính ra nhặt nhiều phết các bạn ạ. Tôi tưởng từng vi Sumeru nó ít cơ. Lấy xong cái dương này thì chúng ta cũng chạm ngưỡng gần 100 dương rồi đấy. Cũng nhanh phết. Không lâu lắm đâu. Ngồi với các bạn được hơn 1 tiếng rồi. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm thất thiên thần tượng nhé. Từ cái điểm này nha các bạn, để tôi chỉnh lại ban ngày đã cho nó sáng sủa. Từ điểm này các bạn sẽ nhặt hết mấy cái con tiên linh này đã. Rồi ok. Các bạn sẽ nhìn sang bên cạnh của chúng ta có một khiêu chiến kìa. Cái này các bạn cần phải mở dương trong cái thời gian quy định. Xong. Ở bên này các bạn thấy một cái cột tiên linh không? Các bạn bật cái mắt nguyên tố lên là xem cái khói nó hướng về đâu thì các bạn đi theo đấy để nhặt cái con tiên linh về thôi. Khói nó hướng sang bên này thì chúng ta sẽ đi sang bên này. Đó, các bạn thấy con tiên linh ở bên này chưa? Đấy là cái mẹo tìm tiên linh dành cho anh em nào không biết. Nhưng mà thường khi mà các bạn sang đến cái map Sumeru rồi thì khả năng cao các bạn cũng biết cái mẹo này. Các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch chuyển ở bên dưới nhé. Bây giờ từ điểm này các bạn sẽ chạy một đoạn đường khá xa đấy. Rồi, các bạn đến cái chỗ này này. Cái điểm này nó cũng là một cái điểm mà bởi tôi hướng dẫn các bạn lấy cái dương hiếm. Các bạn lấy rồi thì là xong rồi. Là các bạn mở cái gốc cây để lên nhá, sau đó các bạn dùng hệ lôi các bạn bắn vào và lấy dương thôi. Từ cái điểm đấy các bạn chạy lên bên trên này chúng ta sẽ thấy một bé tiên linh ở đây. Cẩn thận bò húc. Tôi biết ngay mà. Tôi mới bò có duyên với nhau lắm luôn ấy, chả hiểu. Nhưng mà nhìn nó béo béo nhìn đáng yêu nhỉ. Từ điểm này các bạn sẽ tiếp tục đi thẳng lên, men theo con đường. Đó, chỗ đoạn này các bạn sẽ thấy một cái dương, các bạn dọn quài lấy dương thôi.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Các bạn sẽ đến một cái hồ nước. Ở chỗ này các bạn cần phải đánh đàn nhé. Sau khi đánh đàn xong các bạn sẽ đi vào bên trong này. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái dương nằm ở dưới này. Cái dương này là cái dương mà các bạn sẽ phải dọn tử vực nhé. Trong này là tử vực ấy các bạn. Bây giờ thì anh em mình đi ra ngoài thôi, trong này cũng hết dương rồi. Hình như trong cái ô bên cạnh bên dưới này, ô này này, nó có một cái gọi là cái dương kỳ lạ chứ dương kỳ dị đấy. Nhưng mà tôi chỉ các bạn lấy rồi nên tôi không có chỉ thêm. Rồi. Từ cái điểm này các bạn đi đằng sau chúng ta sẽ có một cái khiêu chiến. Sau khi đánh quái xong các bạn sẽ lấy dương. Rồi, từ điểm này bây giờ các bạn sẽ phải leo núi nhá. Kiếm cái chỗ nào mà các bạn cảm thấy dễ leo nhất các bạn leo lên. Rồi đến cái đoạn này các bạn sẽ bay đấy, chạy thẳng trước mặt chúng ta sẽ có một cái khiêu chiến kìa. Lợi ích của Sayu và Zielan rất tuyệt vời các bạn, rút ngắn đi bao nhiêu thời gian. Đó, nhiệm vụ của các bạn là đi dọc theo con đường này để lấy mấy cái hạt giống này thôi. Và nếu các bạn không có những nhân vật chạy nhanh thì các bạn hoàn toàn có thể là chạy bộ cũng được, bởi vì nó sẽ có những cái hoa nó hồi thể lực cho các bạn. Từ cái điểm này các bạn sẽ lại đi lại con đường mà lúc nãy chúng ta chạy qua đấy. À, đến cái đoạn này, đến cái đồi hoa này nhá, các bạn nhảy xuống bên dưới. Cái gốc cây này. Đó, các bạn nhảy xuống bên dưới. Nhảy qua cây nấm này nhá. Nó sẽ có mấy bé lôi. Đó. Các bạn phải dọn mấy bé lôi đi thì chúng ta mới lấy được cái hạt giống. Cứ dọn đi. Rồi, sau khi lấy hạt giống các bạn sẽ bắn mấy cái bia ngắm bắn này. Sâu bên trong này chúng ta sẽ còn mấy cái bia nữa nhá. Rồi, bắn xong thì dương nó xuất hiện ở bên ngoài các bạn nhá. Nó không nằm bên trong đâu các bạn. Bên trong là cái chỗ mà chúng ta sẽ đánh gì nhỉ? Cái cây lôi đấy. Ok nhá. Bây giờ các bạn sẽ chạy sang bên ngoài. Từ đây các bạn sẽ leo lên trên quả núi này. Đó, phía trước mặt của chúng ta sẽ có một cái doanh trại. Cái chỗ này thì bảy tôi lấy dương rồi, bởi vì là một trong những nơi mà tôi lấy dương cùng với cả cái dương mới bên Li Jue đấy. Sau khi mà cập nhật cái map hệ thảo. Còn các bạn chưa lấy các bạn nhớ lấy. Bây giờ các bạn dịch chuyển sang điểm dịch chuyển ở bên này. Chúng ta sẽ bắt đầu đi nhặt tiếp tục dương. Lúc này chúng ta cũng gần đủ 100% rồi đấy. Ngay cái điểm dịch chuyển đấy thì các bạn nhìn xuống bên dưới bên phải của bản đồ. Chúng ta sẽ thấy một cái dương. Đó.
Từ điểm này các bạn sẽ đây đi tiếp tục xuống bên dưới của bản đồ. Đấy, chúng ta sẽ có một cái dương, các bạn chỉ cần dọn quái lấy dương thôi. Các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch chuyển ở bên dưới. Từ điểm này các bạn nhảy sang bên này. Đã, ngay bên dưới của chúng ta các bạn sẽ thấy một cái cục đá này. Nhiệm vụ của các bạn là Nhiệm vụ của các bạn là kích mấy cái cọc này lên. Các bạn có thể dùng hệ thảo bắn trực tiếp cũng được. Trong này thì có hai cái trụ là nó sẽ có quái nhá. Các bạn nhớ là dọn quái. Dọn hết hai cái con quái đấy thì chúng ta sẽ mở dương. Đây một con này. Bên kia có ba con nấm thì bảy tôi cũng dọn xong rồi. Sau khi dọn quái xong chúng ta có dương nhá. Các bạn sẽ lấy hạt giống thảo này. Các bạn bắn vỡ cái ụ đá này ra là chúng ta sẽ có dương. Đây, bên này nó sẽ có ba con nấm. Nhưng mà bảy tôi giết rồi. Giờ thì tiếp tục đi men theo con đường nhá, đi hơi xa một tí đấy. À không xa lắm đâu, ngay đây. Chúng ta sẽ thấy một gốc cây. Các bạn lại đánh đàn. Tôi lại cất cái đàn đi rồi. Lười thật sự. Sau khi đánh đàn xong thì các bạn sẽ đi vào là khiêu chiến thôi. Khiêu chiến nhặt mấy cái lá cây. Cái chỗ này thì bảy tôi khuyên các bạn là lên dùng cái nhân vật hệ lôi như bảy tôi nói lúc nãy đấy. Kích hoạt cái hoa này lên thì nó sẽ có hiển thị chỉ dẫn của các bạn là những cái cột sáng lên trên trời như này này. Đó, thấy chưa? Thì nó sẽ dễ nhặt hơn, dễ nhìn hơn. Sau khi lấy dương xong các bạn nhớ đánh dấu vào nhá. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục men theo con đường đấy. Chúng ta sẽ đi lên trên này. Ngay trước mặt của các bạn sẽ thấy một bé tiên linh. Nhiệm vụ của các bạn là đi theo bé tiên linh này. Tính ra Kim Hyo-yo nó cho các bạn dịch chuyển xuống dưới này nhá. Nói lại cái câu chuyện lúc nãy là bảy tôi đang bảo Kim Hyo-yo nó tăng cái slot để thánh di vật được không chứ 1.500 thánh di vật bây giờ lúc nào cũng full khó chịu. Các bạn sẽ đi theo cái đường nhánh nhỏ bên này nhá. Trong này nó có một cái hang. Các bạn nhớ nhìn minimap của bảy tôi chạy như nào các bạn chạy theo nhé. Tôi sợ các bạn chưa hình dung ra cách chạy.
Rồi vào cái hang này xong thì các bạn sẽ đi sang bên tay trái của cái hang này. Đó, các bạn sẽ thấy một bé tiên linh ở đây. Bởi vì là có một số cái thánh di vật 5 sao ấy, cái chỉ số của bảy tướng cũng khá là ngon, nó có cả sát thương bạo, tỷ lệ bạo các thứ. Mà farm đến bây giờ là cũng khá lâu rồi, cái số lượng di vật mình tích lại là cũng nhiều, nhất là những cái bộ như là cái bộ đoàn hát lang thang, sau này bộ cái đấu sĩ đấy. Nó nhiều cực kỳ luôn, mà dòng toàn dòng ngon mình không lỡ bỏ, đúng không? Đặc biệt là những cái dòng kiểu sát thương nguyên tố ấy, ai lỡ bỏ đâu. Thành ra là nó tích lên 1500 nhanh dã man luôn ấy. Lần nào mà gửi cái khảo sát ý kiến trong game của người chơi dành cho Mio, bảy tôi còn đều yêu cầu là tăng cái slot để thánh di vật ấy, artifact ấy. Nhưng mà chưa thấy thay đổi gì, mới cập nhật gần đây nhất là 3.7, 3.8 rồi toàn thấy nhắc về cái map ấy. Nào là tối ưu map lòng đất hay là tối ưu nhân vật các thứ, chưa thấy tối ưu gì về túi đựng đồ của thánh di vật cả. Sau khi lấy cái dương đấy xong, các bạn sẽ bắt đầu đi tìm hai cái trụ này này. Đó, cái trụ mà tôi bảo các bạn ấy. Các bạn bắn hai cái trụ gỗ đấy là các bạn có dương đấy. Đó, đây một cái trụ nữa này. Bây giờ các bạn dịch chuyển ra ngoài nhé. Từ cái trụ dịch chuyển này các bạn sẽ nhảy sang bên này. Đó, các bạn thấy phía trước của mình có một cái dương không? Nhiệm vụ của các bạn là dọn quái lấy dương thôi. Các bạn sẽ đi theo cây cầu này, các bạn đi sang bên kia. Rồi, bên này các bạn thấy dương không? Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là phải đầu tiên là dọn mấy con slam đi nhá. Dọn trước. Sau đó đánh đàn. Bây giờ các bạn sẽ dùng hệ thảo, các bạn bắn vào cái cột này. Ok, dương đấy. Mấy con slam đấy các bạn cẩn thận nhá. Không nó rơi xuống dưới là mình mất công mình bay lên bay xuống đánh lại đấy. Tôi phải mất mấy lần bay lên bay xuống đấy các bạn. Nhìn trên video nó đơn giản vậy thôi chứ còn mất mấy lần đấy. Rồi từ cái điểm này các bạn nhảy xuống nhá. Thì các bạn thấy bên dưới của mình có một con slam phong ở bên dưới không? À, các bạn sẽ dọn slam phong đi để lấy dương. Rồi từ điểm này các bạn vòng ra đằng sau. Đó, các bạn sẽ thấy một cái, từ từ tôi lấy cái chụp ảnh đã. Đẹp nhỉ? Phong cảnh của MiHoYo làm đẹp phết. Các bạn lấy cái hạt giống thảo này nhá, các bạn bắn vào đây. Đó, bắn tiếp hai cái này. Sau đó nó sinh ra thêm mấy con slam phong ấy, các bạn dọn quái đi là xong. Từ điểm này các bạn sẽ bay theo cột gió bay lên trên này. Cột gió này tôi hy vọng là các bạn biết cách mở đúng không? Các bạn bắn vào cái con bông ấy kìa. Sau đó là các bạn dùng hệ lôi đây, các bạn kích gió lên là xong thôi. Bởi vì cái này các bạn sẽ biết mở khi mà các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ Araniaka đấy. Khi bay lên cao rồi các bạn sẽ bay theo cái hướng minimap bảy tôi chỉ kìa, bay ra cái chỗ bí cảnh ấy. Thì cái ngọn nấm ở ngay bên trên bí cảnh đấy nó sẽ có một cái dương cho các bạn. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là dọn quái lấy dương. Từ cái điểm này các bạn nhảy xuống bên dưới nhá.
Đó, các bạn thấy trước mặt của chúng ta có một cái doanh trại không? Các bạn dọn quái đi lấy dương thôi. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở bên trên này. Từ điểm này các bạn bay xuống đây, bay ra rìa này. Đó, các bạn thấy một cái dương ở trên cái lá sen chưa? Không biết cái hoa này được gọi là hoa sen không nhỉ? Hay là cái nấm nhỉ? Gọi là nấm đi. Nấm cho nó dễ gọi. Nhiệm vụ của các bạn là dọn quái lấy dương. Từ cái điểm này nhá, các bạn bay xuống bên dưới này. Bay từ từ, bay khéo léo, các bạn sẽ thấy một con tiên linh ở bên dưới. Rồi, ok. Chúng ta đã lấy một cái dương. Đến cái chỗ này thì các bạn sẽ đến một cái bí cảnh đúng không? Nhiệm vụ của các bạn là giải đố cái bí cảnh này và chúng ta sẽ lấy một cái dương còn lại. Dương bí cảnh. Các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch chuyển đây bên trên này đi. Cho nó dễ chạy. Rồi, từ đây các bạn thẳng xuống bên dưới này. Các bạn nhảy qua cái lớp lá sen ở trên trên đầu này trước nhá. Có ở đấy có một cái dương ấy, các bạn thích thì lấy luôn. Còn bảy tôi để lấy sau vậy. Rồi, đấy, cái lớp lá sen này chúng ta sẽ thấy một cái hang ở đây này. Cái này các bạn bay phải bay khéo nhá, chứ đừng bay theo kiểu bay hạ thẳng xuống bên dưới. Cái hang này nó khuất lắm. Phải bay khéo thì mình mới để ý thấy cơ. Rồi, ok. Đến chỗ này thì các bạn cứ theo cái đường hang này các bạn đi vào trong. Các bạn từ đây các bạn sẽ bay thẳng sang cái đảo ở bên giữa đấy. Ở đấy có một cái dương đấy là dương nhiệm vụ. Bởi vì cái chỗ này các bạn vào rồi, vào để các bạn lấy nhiệm vụ ấy. Đó, sau khi hoàn thành thì các bạn sẽ có một cái dương cao cấp ở đây. Cộng với hai em Araniaka đừng nói chuyện. Lấy cái dương này xong nhá, bây giờ các bạn sẽ nhảy xuống bên dưới này. Đó, bên dưới chúng ta có dương kìa. Từ vị trí cái dương này các bạn đi sang chỗ hai con nấm ấy. Rồi nó có chỗ để các bạn bắn dây đu lên ấy. Bởi tôi đang định hình cái vị trí để bắn dây đu lên thôi. Đây, các bạn bắn cái dây này trước này. Rồi, ok. Các bạn đu lên, các bạn làm mấy cái khiêu chiến ở bên trên trước đã, sau đó mình lấy cái dương cuối cùng sau. Rồi, các bạn đu dây sang bên này. Đấy, cái khiêu chiến số 2 các bạn dọn quái như thế. Đánh dấu vào trên Hojolab này. Từ cái điểm này các bạn nhảy xuống bên dưới. Cái dương siêu cấp kia là cái dương mà các bạn làm nhiệm vụ nhá. Cứ lấy trước đã nhỉ. Một là nhận làm nhiệm vụ, hai là giải đố tử vực. Tôi nhớ mang máng thế. Sau khi lấy cái dương siêu cấp đấy xong, các bạn sẽ khiêu chiến và lấy cái dương cuối cùng ở đây.
Đến lúc này thì các bạn đã full 100% dương của map Sumeru rừng mưa rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái map sa mạc này. Và tôi sẽ gói gọn trong khoảng 2 video thôi. Một video gồm biển cát, trụ cột và khu sói mòn. Một video còn lại là khu gió lặng và cái sa mạc này. Đó, lưu ý một chút cho các bạn này. Có một số những cái dương mà bảy tôi không có chỉ các bạn. Đó là những cái dương từ cái cột này này. Các bạn nhìn trên map của các bạn nó có những cái ký hiệu ấy. Hình cái hình tròn đấy không? Đó, đây chính là những cái nóc nhà mà các bạn sẽ đi tìm cái nơi tử vực tiềm tàng ấy. Thì mỗi một cái nóc nhà nó sẽ có 1 đến 2 cái tử vực. Các bạn sẽ dịch đi đến cái vị trí nóc nhà này. Các bạn cầm cái kính ấy, các bạn soi xung quanh để lấy cái tử vực đấy và các bạn đu dây đến thôi. Ở đây nó sẽ có khoảng tầm 4 đến 5 cái chỗ tử vực như vậy. Các bạn nhớ lưu ý là tự đi lấy nhá. Cái này nó cho các bạn cái trải nghiệm map thôi, bởi tôi sẽ không chỉ thêm. Các bạn chỉ nhìn thấy cái map này, nó cho có những cái mái nhà mà có cái dấu kiểu một cái phi tiêu của Nhật Bản ấy. Đấy, ở đây có một cái này. Thì các bạn cứ đến các bạn lấy vị trí đấy là xong nhá. Cái này thì bởi tôi để các bạn tự trải nghiệm chứ không có chỉ các bạn thêm. Giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào cũng như hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.